của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOOM. Anh nghĩ là em cởi áo ra là khán giả wow liền. Ừ. Tài năng gì kỳ công vậy? Không. Rẻ rún à, cảm thấy rẻ rún à. Anh có chơi em dễ lắm. Trời ơi, anh vô đi không à? Qua mặt luôn. Đi ra. Đi ra. Thưa trọng tài. Dạ. Yeah. Hãy để tôi ra trận này. Dạ. Yeah. Để lấy lại danh dự. Còn không thì nhục nhã cả gia đình luôn. Dễ gì? Dễ gì? Dễ. Nghề này của tôi. Xin hỏi công tử đấu với ai? Tôi đấu với Hiếu Môn đây. Hiếu Môn đây. Đây là một công tử làng bên mà chuyên đi dụ dỗ gái làng mình. Đúng. Ngày hôm nay tôi thay trời hành đạo để tiêu diệt kẻ chuyên dụ gái nhà lành. Trời ơi, cái con cá chê này. Trời ơi, cái con cá chê này. Nóng quá. Vô. 3, 2, 1. Co chứ. Khoan. Khoan. Bớ tóc cao quá. Tháo đầu ra. Chụp đầu. Chết rồi, chết cái đùi đó. Bên phải nha. Vô, 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 vô. Làm tạch tạch. Đúng rồi, ông nói chứ. Hiểu đúng rồi, tóc vô Hiểu. Lát anh nói chừng ông ơi. Hiểu đúng rồi, tóc vô Hiểu. Bây giờ tóc vô. Bên phải, đỡ đâu đây? Ai tán đầu tôi? Ai tán đầu tôi? Có người tán đầu tôi. Chính là công tử bên kia. Tại sao tán đầu ta? Đầu ta. Cái gì? Không có. Cái giai tưởng của anh đó. Ừ. Công nghệ ba nè, coi nhìn nè. Ai tán đầu tôi vậy? Anh nhìn nè. Tôi xin lỗi Hiếu. Được cái chương trình này, rớt cái show chơi lại. 2, 3, lên. Hả luôn Hiếu, hả luôn, khủi luôn. Hả, khủi, khủi Hiếu. Khủi, khủi. Rớt, rớt đầu quay. Khủi, khủi. Rớt, rớt đầu quay. Tại sao tán đầu tôi? Bạn nói anh chơi, làm gì anh cầu đi. Bạn nói anh chơi, làm gì anh cầu đi. Giải nhiệt, bấm nóng lại, bấm nóng lại. Bên phải nha, bên phải nha, bên phải, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, vậy đúng rồi, đúng rồi. Đắp quay lại, đúng rồi, đúng rồi. Lên chưa rồi. Cái này gọi là ghép quá. Mất cái tay rồi. Mất cái tay rồi, chạy suy ơi. Chạy máu rồi. Mọi người nói gì vậy? Sao vậy, sao vậy? Mọi người nói gì vậy? Sao vậy? Không nghe. Hả? Chết rồi. Chiếc này mua cho mấy cái điện thoại thính đi. Chiếc này mua cho mấy cái điện thoại thính đi. Lấy đập, lấy đập, đi đập. Thôi nha. Em chưa té mà. Không, em té trước rồi. Ủa gì kỳ vậy? Anh sao mà anh cứ bắt mình thua hoài vậy? Không thì em té trước thiệt. Sao anh cũng vô dụng vậy? Nhưng mà được giờ nhiều. Được hình thôi. Vẫn chắc cũng không nhiều. Bây giờ gia đình tôi cử Rick Phan và Lê Dương Bảo Lâm. C. Mặt công tử. Hãy xem đây. Hãy xem đây. Hãy xem đây. Mệt nữa. Trải nghiệm nào. Đổi bên. C. C. Đổi bên. Huy. Đổi. Huy. Đổi. Chưa chưa chưa. Chưa chưa chưa. Mới giảm mức hả? Trời ơi, trời ơi, cứu tôi. Hiếu một nữa. Hiếu một nữa. Hai đấu một. Hai đấu một. Ra luôn. Hai đấu một. Không có xu. Ra luôn. Hiếu thứ hai. Nữa. Được. Ra đi em. Sao anh thù em hay gì vậy? Tôi thù cậu mấy tập trước rồi.
Trời ơi, lúc bây giờ cậu mới biết. 3, 2, 1 Sushi. Thắng nha anh Lâm ơi. Trời ơi, ta trả thù được rồi. Trời ơi, cái bàn tay nè. Ta trả thù được rồi. Cặp cặp theo sẽ là Tôi và Hiếu thứ hai nữa. Tôi đại diện cho đội tôi xin phép mời Lê Dương Bảo Lâm. Rồi. Một tràng pháo tay cho tôi được không ạ? Lê Dương Bảo Lâm, trời ơi cái miệng này nữa. Cánh tay em ơi, khỏi nổi rồi nha. Gì vậy? Sù xì tới đây. Sù cười quá đi. Rồi ai thắng là lên đó. Kỳ quá à. Trời ơi, Lâm hay vậy? Tè. Lại, chậm hơi Hiếu, bình tĩnh, giữ thăng bằng Hiếu ơi. Lại Hiếu, hay rồi. Hay. Hiếu chạy. Chết rồi, Hiếu cắm đầu. Đúng rồi, qua luôn. Qua Hiếu, đúng rồi. Ủi đi anh Lâm. Làm ghê lắm, đừng có gỡ. Ủi đi anh Lâm. Làm ghê lắm, đừng có gỡ. Ủi. Bây giờ Tùng Nai. Các bạn à, anh bỏ lại thôi, bỏ lại. Cao quá, thấp thôi. Thấp đi, cao quá. Lanh, lộn mèo quá luôn. Ủa, hay ơi. Trời ơi. Sao mọi người nhảy cao thế? Cắm đầu rồi. Trời ơi. Cắm đầu rồi. Trời ơi. Ủa sao bóp hết người ta vậy? Trăng quanh. Qua chung phải không? Ừ, vậy thôi. Cái đó sao vừa hai người rồi? Gì rồi? Tạm được rồi. Chưa vô đâu thằng. Chưa vô đó khó lắm. Nó làm bằng cái gì? Cao su hả? Cao su hả? Cái đai người ta đai đồ quần áo, ở đâu đai đồ thồ người ta đi. Đó đó. Đẩy một cái vô nè. Tập á. Vô đi. Anh Lâm thôi, người để chồng Hiếu vô để có cái lỗ ống chui theo. Chết. Vô. Chuẩn bị đi. Mệt quá. Gửi đồ lại. Yeah. Về đây mới quan trọng nè. Lâm ơi, đuôi đi. Hên hên. Mày nhanh lên. Lâm ơi. Hay quá Lâm ơi. Em thôi. Sao rồi em ơi? Hay quá Lâm ơi. Em tự hào vậy anh. Mệt quá. Mệt nha. Tiên định luôn á phải không? Lắm luôn. Lụm đứa mới đẻ nó về chưa vậy anh? Vẫn công nuôi dưỡng cho nó bú nữa. Đâu có, bây giờ là đi hành trình mình là đi tìm nguyên liệu. Bây giờ là không có nguyên liệu thì em có em nè, em là thịt. Thịt ngon lắm. Quá trời. Gà mà không gáy là con gà con. Gà mà không gáy là con gà gà. Đi lang thang trong sân có con gà con gà. Chết. Đi lang thang trong sân có con gà con gà. Đây chúng tôi là đội con gà. Đâu? Sao không ai tiến trước vậy? Quá trời. Cầm lên đàng hoàng phải cầm. Đừng đụng vô thằng em.
Cố lên Hiếu ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chương trình quay mùa nắng không ha? Đi thợ. Ước gì được đi hàng một lần, chương trình có điều kiện cho tôi đi hàng đi. Ủa mình làm chương trình các điểm đẹp của Việt Nam đi hàng quay gì mệt. Lâu lâu có cái đặc biệt đi chứ. Không có đặc biệt, mình giới thiệu du lịch Việt Nam rồi đi Hàn Quốc không? Có bên thăm người Việt bên đó. Sao? Thì đó cũng có người Việt rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Vô, 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 vô. Anh Lâm. Vô, 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 vô. Anh Lâm ơi, cố lên anh. Quá. Khá hồi hôi, khá hồi hôi. Không biết quá. Đừng có cười, đừng có cười. Ngon mà ngon không? Hay quá. Tưởng tượng mình, rồi. Mình mà có gì phạm lỗi đến nuốt mình luôn á. Cái này khó nè. Ghê quá à. Được rồi. Được rồi. Có được nước nè. Vô cái gần gian súc. Một. Ghê quá trời ơi. Bóng lắm bóng. Hai. Anh nghĩ là em cởi áo ra là khán giả wow liền. Ừ. Tài năng gì kỳ công vậy. Vâng. Rẻ rún à. Cảm thấy rẻ rún à. Vâng. Thưa quý vị. Thưa tất cả mọi người. Và bây giờ sẽ là tài năng của đội chúng tôi. Dạ. Đó là Hot Boy Hiếu Thứ Hai. Bây giờ mọi người hãy hướng mắt về sân khấu và xem phần trình diễn của Hiếu Môn đây. Tôi thấy là ở dưới này không ai mà cảm giác thích thú hết trơn. Hay luôn. Hay luôn. Được không em? Hợp lý luôn. Được không em? Đúng rồi, được luôn. Có lẽ sẽ nhảy hip hop nửa mùa nhá. Ok, ok, ok. Ok, let's go. Manbo, Hiếu Thứ Hai. Nhìn tụi anh thì cool, lạnh như băng mà không cố. Tao tính là cây cao như B-Ray trong thành phố. Bài ra bài ra bài liên tục lặp lại như một tụi số. Còn mày sẽ cứu em mang một phần một thằng ngô. Dạ rồi, ok chưa hả? Vỗ tay được chưa? Sự kết hợp của cả đội nhớ được chưa? Yo. Có chuyện chó, có chuyện chó. Chó sủa, ngay con chó nó còn vui. Vậy bây giờ mình xếp như thế nào ta? Cái này đầu tiên đi, cái này đầu tiên đi, cái này đầu tiên đi. Đầu tiên rồi em thứ hai cho. Rồi anh kéo qua. Hiếu cố lên nhà em nha. Rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Thôi đó, đó. Giờ phát hiện nha. Cái miệng này con không vừa gì đâu nha. Quá trời. Ăn lẹ đi học con, lẹ ăn hồi học. Trời ơi, coi chừng mắc cổ em ơi. Vô. Quá trời quá đất. Nhìn Lâm chắc chưa đi khỏi ăn cơm quá. Chúc mừng các bạn đã thành công. Nhà muốn ớ họng luôn. Trời ơi, anh trợn trắng luôn đó em. Im đó nha. Về hướng tay xíu. Ok nha. 10 miếng hả? 10 miếng lận. Giữ vậy. Đó, miếng nó ok đó. Nhấn nhẹ nhẹ anh Lâm. Nghỉ ngơi tại chỗ 30 phút. Cái gì vậy, là anh mất thời gian rồi đó. Hà hà nha. Ừ. Chết rồi. Được cái luôn đi anh ha. Mình đâu có nhu cầu nghỉ ngơi. Đúng. Bây giờ sao? Đem một cây trước đi anh. Xăm này nói bạn nên xăm chân mày lại. Xăm này nói bạn nên uống xăm Ngọc Linh. 30 phút chưa? Mới được có 10 phút rồi anh. Lâu ha. Rồi lên lên. Cái gì đấy? Hiếu nhanh đi Hiếu. Hiếu. Rồi 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 rồi. Thôi đừng làm bài sát đánh bây giờ. Thôi đừng làm bài sát đánh bây giờ. Tới rồi, tới rồi. Trời gì vậy ta? Làm. Trời ơi, cái này khó nha. Duy, Duy, Duy. Duy là này hả? Rồi. Bây giờ anh ngồi dưới hay anh lên? Em dưới đi, em dưới đi. Em dưới cho anh. Rồi.
Rồi, à, đưa cái đầu gói lên. Ok chưa, ok chưa? Rồi, hợp lý. Đường nào, đường nào em lên nhờ? Hiếu ơi, anh dẫm ở đây được không Hiếu? Dẫm đi, cứ dẫm đi. Đang mỏi rồi. Còn nha. Vô đi. Hai, để anh ra bỏ tay ra để em bật lên. Lẹ Nam ơi. Bà Nam thì thiệt không? Nam này. Bà Nam bảo khéo léo vậy, sao đây anh trên cùng cho, anh trên cùng cho. Đúng rồi. Đây là vị trí của anh đó. Đây đây. Đây đủ anh. Rồi rồi, lên. Ok chưa? Ok, em ok nha, em dẫn nha. Làm xong chưa? Em xong rồi. Giờ này cũng đéo kiến nữa. Chạy em đi. Trời, cái gì vậy? Xin á, xin quay vậy? Máu, máu. Nãy giờ anh lên đầu em rồi. Anh dẫn cho, anh dẫn cho em lên. Rồi em lên nha. Làm thấp cái tay thôi nha, mẹ đừng cao quá nha. Ok chưa? Em ok rồi. Mặt cái chân này lên. Trời ơi, nặng quá. Em đã lỡ sự chưa? Dạ, mọi người lấy, mọi người lau giùm em đi, em lỡ rồi. À, cái này rồi. Làm thôi. Vậy, tôi kính vô. Béo hồng kìa, béo hồng em nha. Em áo vàng nha. Em áo vàng. Em là xám, anh áo đen á. Ok. Đang đúng trang phục luôn nè. Đây gói á, đúng rồi. Không, ok lắm, ok lắm. Dẫn cái này, dẫn cái này, dẫn. Khi nào anh hát lại là xong á nha. Nhông, 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 ba là con ngựa đi. Nước buồn cơn lửa mình. Ê, 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 ê. Trong đây, một mình chúng ta lên ơi, chúng ta. Ngửi, ngửi. Mời các bạn đếm. Ủa vậy chưa đếm nè. Một. Cũng chết đi chị. Ba. Hai. Một. Hết giờ. Trời ơi. Trời ơi cái này. Anh làm sao? Dịch đều kiến kìa. Đó em màu hồng, em là led pin mà. Kính này là kính pin à. Led pin. Ui quá anh ơi. Sâu quá vậy. Chơi này không được. Chết đi. Tôi vô luôn rồi. Anh. Sâu quá. Ui sâu quá. Trời ơi. Sâu này không bắt được. Bây giờ giữ cho anh vô cái đàn. À. Đè xuống đây. Đè đó. Thúi quá. Sâu quá. Thúi quá vậy. Nước dịch. Nước vô kha. Vô vùng cấm địa. Rồi vô được rồi. Dạ. Đi. Con gà. À. Anh có chơi em vậy anh Lâm? Trời ơi. Anh lên nổi đấy không à. Đánh đi với ta nào. Ê! Nó bắt kiến em rồi! Đấy! Đánh xi nhan trái! Rồi! Trái! Phải! Hay quá! Rồi! Đánh xi nhan! Vô! Rồi. Xin mời vô! Rồi! Vào! Đánh vô! Hiếu ra! Không sợ! Vào thôi! Hay quá! Hay đừng quá! Im, đừng im không nọ! Lít phan! Lít phan! Lít phan! Vừa mặt anh đang! Thưa quý vị, sau một thời gian cuối cùng chúng tôi đã chiếm được lễ phẩm. Phát phim Việt Nam xin trân trọng giới thiệu bộ phim Những Cuộc Phiêu Lưu của Sinbad. Hiếu thứ hai trong vai Sinbad. Ủa Sinbad đâu hùng vậy? Ủa vậy hả? Đẹp lắm. Trường Giang trong vai Duba. Nam trong vai Ronja. Bảo Lâm trong vai Mê Nước Mệt. Ba, hai, một, bắt đầu. Trời ơi. Ui hồi ôi, đâu ra một người. Trời ơi. Thế là trời ơi. Không nhanh vậy. Trời ơi. Trời ơi. Hiếu nhanh lên. Hiếu. Hiếu ơi. Trời ơi. Hiếu ơi. Trời ơi. Qua mặt luôn. Đi ra. Từ từ. Đi ra. Từ từ. Nhanh lên mà. Ra đi thôi chạy kịp. Sao anh? Không thi kiểu đau. Mệt lắm nha. Được rồi. Sức mệt không có đâu. Ui, mệt lắm luôn ấy. Đứng em, nghỉ ngơi đi em. À bây giờ các bạn đã tới chạm đến chân. À bây giờ các bạn đã tới chạm đến chân rồi. Cảm ơn sức mệt. Chạm đến chân rồi. Đứng đi đâu rồi. Đứng đi không mà. Đứng gì vậy. Đứng gì vậy.
Em quay cuồng, yo. Em quay cuồng trong mơ hồ, trong mơ hồ. Mọi người chìm trong đống đầy say, đây 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 đây. Chưa bao giờ như bây giờ. Go go go, I love you. Go thì thần nằm đằng và tuấn xuân thì trong cuộc đời này anh sẽ mãi 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 yêu đôi ta mình người. Đã làm đủ rồi đó. 3, 2, 1 bắt đầu. Ui ôi đâu gâm một người. Rồi thế là trời ơi. Không nhanh vậy. Trời ơi. Trời ơi. Hiếu nhanh lên. Hiếu. Hiếu ơi. Trời ơi. Hiếu ơi. Trời ơi. Qua bằng luôn. Đi ra. Từ từ. Đi ra. Từ từ. Mồi quá. Hiếu ơi nhanh lên. Hiếu ơi. Ê, không thi kiểu tao. Được rồi. Ê, đi. Ê, nó thì ngã ngựa rồi. Ui, mệt lắm luôn ấy. Đứng em, nghỉ ngơi đi em. Nghỉ ngơi đi ra. Ngủ nghỉ một chút xíu. À, bây giờ các bạn đã tới chạm đến chân. À, bây giờ các bạn đã tới chạm đến chân rồi. Các bạn đã tới chạm đến chân rồi. Đứng lên, đứng lên. Đi đâu rồi. Không mà. Khúc này là đáng lấy chạy được nè. Tự nhiên có chạm dừng chân nữa. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.